Hãy đến mà xem. Mời các bạn trẻ từ lớp 9 đến lớp 12 đã đăng ký tham dự Sa mạc ơn gọi hè 2023. Hãy sẵn sàng lên đường đến mà xem. Sa mạc do Ủy ban ơn gọi Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hành hương Sở Kiện. Khóa 1 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2023. Khóa 2 từ ngày 28 đến 30 tháng 7 năm 2023. Ban huấn luyện bao gồm cha đặc trách ứng sinh Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Tạ Minh Quý, quý thầy chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hãy chuẩn bị hành trang lên đường đến mà xem. Sa mạc ơn gọi hè 2023 tại Trung tâm Hành hương Sở Kiện.